Anh Nhân, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Chaoman. Thì các bạn cũng biết là dạo này có một cái chuyện, chính là Sunny của FX đã tự tử. Thì qua một vlog ngày hôm nay á, mình muốn chia sẻ cho mọi người nhiều cái câu chuyện và nhiều cái góc nhìn hơn nữa về cái việc đó, chính là tự tử và cũng như là cái áp lực khi mà các bạn làm idol K-pop. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ về cái việc tự tử. Có rất nhiều cái nguyên nhân mà có thể khiến một người tự tử, nhưng mà nhiều nhất chính là trầm cảm. Quan trọng nhất của cái trầm cảm chính là họ không tìm được cái sự thấu hiểu qua cái những người thân bên cạnh, dẫn đến cái việc họ dần dần họ bị trầm cảm. Và thật sự mình chia sẻ với các bạn tại vì mình cũng là một người đã từng có một cái suy nghĩ đó, chính là tự tử rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ vậy nè, thứ nhất á, chính là nếu mà những người trầm cảm và những người tự tử đấy, thì khi mà họ đã có cái quyết định là tự tử rồi hoặc họ đã từng tự tử rồi, suốt cả cuộc đời còn lại của họ sẽ bị ám ảnh bởi cái việc đó các bạn ạ. Nói chung là nó cứ giống như một cái bóng ma gì đó mà nó cứ ám ảnh theo người ta suốt cả cuộc đời. Những người như vậy ấy, thường thì cái cảm xúc của họ rất là tiêu cực, và đặc biệt là những cái cảm xúc tiêu cực vậy nó cứ chất đầy, và cảm giác các bạn tưởng tượng như là một cái ly nước đấy, thì những cảm xúc tiêu cực này giống như một cái lượng nước nằm trong cái ly đó và nó chỉ lấp đầy hết nguyên cái ly thôi. Đó là cái cảm xúc tiêu cực của họ, và họ cứ giữ cho nó không bị trào ra ngoài, họ cứ để mất lưng chừng như vậy đó. Nhưng mà thường thì khi mà họ đã suy nghĩ tiêu cực rồi, hoặc là họ đã tự tử rồi đấy, thì chỉ cần cái một cái việc nhỏ xíu thôi, người ta không có chịu đựng thêm được nữa đấy. Giống như một giọt nước mà chỉ cần đó là việc nhỏ thôi cũng đủ rồi cho các bạn thấy nó bị tràn ra ngoài rồi. Cho nên cái hậu quả cuối cùng của cái việc đó chính là những cái việc họ tự tử. Thì thật sự á, mình cũng đã từng như vậy. Cho nên đó là cái cảm giác của mình á, lúc nào cũng như là hy vọng mà chỉ đừng có một cái việc gì xấu xảy ra nữa, chỉ muốn cuộc sống nó bình, nó không có gì gọi là nghiêm trọng lắm thôi. Và đôi khi những người mà có cái suy nghĩ như vậy ấy, thì họ sẽ bên ngoài của họ lúc nào nhìn có vẻ là tươi cười hay là thoải mái, nhưng mà thực tế bên trong như thế nào thì các bạn chắc cũng không biết được đâu. Cho nên là có thể là bạn sẽ không đánh giá được cái vẻ bên ngoài của họ và cái cảm xúc bên trong của họ. Đó là một việc rất là khó. Đối với những người trầm cảm hoặc là những người như vậy đấy, thì cái cách tốt nhất, hai cái cách mà mình nghĩ là bằng cái kinh nghiệm của bản thân của mình, thứ nhất là không nên để họ một mình. Những người mà ở một mình như vậy á, với những cảm xúc tiêu cực như vậy, họ càng nghĩ ra những việc tiêu cực hơn mà thôi. Và thứ hai đó chính là cái việc đừng để cho họ quá là rảnh rỗi. Khi mà họ rảnh rỗi như vậy thì họ có quá nhiều thời gian để họ nghĩ về những cái chuyện trời đất hỡi không đâu ra đâu. Nhưng mà hãy cố gắng kiếm một cái công việc gì đó hoặc là một cái cách gì đó để khiến cái người đó trở nên bận rộn hơn. Và khi mà người ta bận rộn, người ta tập trung vào những cái việc người ta làm ấy, thì họ sẽ vơi bớt được đi những cái suy nghĩ về cái việc đó. Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, chính là sự ra đi của Sunny. Thì đó là một cái sự tiếc nuối rất lớn dành cho các bạn fan K-pop nói chung, và đặc biệt là những bạn của nhà SM cũng như là fan FX. Thực sự là mình cũng là một trong những người rất là thích nghe nhạc của FX từ cái hồi FX mới ra mắt, và nói chung là cái bài nào của FX mình đều thuộc hết. Thế nên trong câu chuyện ngày hôm nay á, các bạn sẽ nói một phần, đó chính là Sunny có bị đối xử bất công trong cái thị trường K-pop hay không. Thì điều đó mình suy nghĩ là hoàn toàn không đúng. Các bạn có biết cái thế hệ của Sunny đó là cái đời mà K-pop có một cái motif nhóm, đó chính là ai đó và những người bạn. Ví dụ như chúng ta có 4minute và chúng ta sẽ có là Hyuna và những người bạn, chúng ta có Miss A, có Suji và những người bạn, và FX thì chúng ta cũng có là Sunny và những người bạn. Câu đó nghĩa là gì? Nghĩa là trong nhóm nó thường có rất là nhiều người, nhưng mà chỉ có một thành viên được cái công ty đó boss gọi là đẩy cho nó lên, người đó lên cao, nổi tiếng nhất. Và thường là những người như vậy người ta sẽ gánh luôn cả nhóm, và FX cũng là một trong những trường hợp như vậy. Thế nên là các bạn thấy là cái thời mà của FX thì Sunny rất là nổi tiếng các bạn ạ. Và đến bây giờ Sunny vẫn nổi tiếng. Sunny thậm chí được chủ tịch Isoman là giám đốc của nhà SM đấy xem như là con gái cưng, như là con gái nuôi luôn đấy. Cho nên là Sunny rất được đầu tư về hình ảnh và được quảng bá rất là rộng rãi. Cho nên có nhiều bạn nói rằng là áp
áp lực của dư luận lên Sunny, đó chính là cái việc mà người ta không đánh giá cao Sunny, hay là người ta không có yêu thích hoặc không có nhớ tới Sunny, hay là Sunny không được các nhà quảng cáo hay là các công ty này nọ người ta mời quảng cáo, đó là một việc rất là sai lầm. Và tại vì bây giờ Sunny vẫn đang rất là nổi tiếng. Nhưng mà nếu các bạn nói là Sunny có bị đối xử bất công á, thì mình thật sự bất công ở trong việc này chính là thuộc về các thành viên FX, thì họ sẽ bị đối xử bất công nhiều hơn. Nếu các bạn có theo dõi FX thì các bạn sẽ thấy một cái thời chính là Sunny bị netizen của Hàn Quốc chửi, đó chính là cái việc làm biếng trong cái việc mà tham gia concert biểu diễn. Thì các bạn sẽ coi cái bài Rum Bum Bum á, Rum Bum Bum, thì trong cái bài đó các bạn sẽ thấy Sunny nhảy rất là lười biếng. Trong cái clip này thì các bạn thấy là lúc đó, tới lúc đó đấy, thì Sunny đã bắt đầu không có mặn mà gì cái việc làm idol K-pop nữa rồi. Các bạn nhìn nhớ nè, cái thời đó thời FX rất là đỉnh cao luôn các bạn nha. Đỉnh cao cực kỳ, bởi vì FX ra cái bài nào bài đó cũng thành hit hết đấy. Mà Sunny ngay trong lúc đó thì Sunny lại kiểu như là không có mặn mày với cái việc làm idol K-pop nữa, kiểu như làm qua loa cho có đấy, cho nên bị netizen của Hàn Quốc chửi. Tiếp theo nữa, trong lúc vẫn đang hoạt động với FX thì Sunny có quen một người bạn trai tên là Choi Cha. Thì cái anh này hơn Sunny tận 14 tuổi và Sunny lúc đó chỉ là một cô gái đôi mươi thôi, thế nên lại bị netizen Hàn chửi nữa. Cái chữ ở đây mình cũng có thể cảm thông được chút xíu, kiểu như là thứ nhất là khác biệt về tuổi tác như vậy thì mình không có quan trọng lắm, nhưng mà Sunny vẫn đang là một idol rất là nổi tiếng, thì cái việc mà có bạn trai như vậy mà trong lúc nhóm vẫn đang hoạt động như vậy là cũng không có nên lắm. Rồi với nhiều biến cố như vậy đấy thì Sunny lại rời nhóm. Các bạn ạ, lúc này các bạn sẽ nói ai tội ai đáng thương hơn thì mình không biết, nhưng mà cái thiệt lúc này mình nghĩ lại là vẫn là các bốn thành viên của còn lại của episode là Amber, Victoria, Crystal và Luna. Bốn người như vậy đấy, các bạn biết những cái nhóm như là ai đó và những người bạn khi mà mất đi ai đó rồi, nghĩa là mất đi Sunny rồi, thì FX đâu có còn thể nào mà hoạt động tồn tại nữa. Cho nên là tới tận bây giờ thì các bạn thấy concert mới nhất của SM ấy thì FX có hát nhưng mà như là không có Sunny thì phải, và nói chung là họ biểu diễn với cái tâm trạng như là đó là buổi biểu diễn cuối cùng của FX rồi. Nếu các bạn là fan của FX mà các bạn stan cho những người còn lại thì các bạn sẽ cảm thấy rất rất là tội những cái người thành viên như vậy. Mình cái thấy cái sự bất công là những người thành viên còn lại đấy. Tiếp theo là cái việc mà các bạn thấy là netizen Hàn chửi Sunny quá nhiều về cái việc đăng ảnh lên mạng xã hội. Idol đăng ảnh lên mạng xã hội đó là một chuyện rất là bình thường, ai thích đăng gì thì đăng thôi. Nhưng mà cái vấn đề của Sunny nằm ở cái việc chính là chị đăng những cái hình rất là nhạy cảm các bạn ạ. Đối với người bình thường đăng ảnh nhạy cảm hay là những cái người nhóm nhảy cover hay là gì đó thì người ta cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà đối với Sunny, Sunny là một người nổi tiếng idol K-pop rất rất là nổi tiếng như vậy, cứ như là cái mang một cái hình ảnh gì đó đến với cái giới trẻ, nhưng mà Sunny lại chọn theo cái phong cách chụp hình. Nếu mà các bạn là người Việt Nam, các bạn nhìn vào các bạn đương nhiên các bạn sẽ thấy cũng không có được gọi là dễ nhìn cho lắm. Kiểu như là Sunny chụp theo phong cách Lolita, nghĩa là phong cách ấu dâm đấy. Kiểu và một số hình ảnh gọi là có thể là không mặc bra bên trong. Đương nhiên con gái không mặc ra hay là không thích chụp hình không mặc ra đó là chuyện bình thường. Nhưng mà Sunny lại đăng lên mạng xã hội những cái hình ảnh như vậy, và Sunny cũng là một idol nổi tiếng, cho nên là những cái hình ảnh như vậy nó không phù hợp lắm, đặc biệt là với những cái nước thuộc châu Á như tụi mình, đó là phong kiến đấy và thuần phong mỹ tục của Hàn Quốc. Hàn Quốc người ta rất là kỵ cái này, cho nên là mình nghĩ cái việc như vậy là lại là không nên. Nên là người Hàn Quốc người ta cảm thấy là tại sao cái cô này cô lại chụp những cái hình ảnh nhạy cảm như vậy mà đăng lên mạng xã hội. Nhưng mà những cái hình ảnh như vậy lại đi vào đầu óc những cái bạn giới trẻ là những cái tương lai của đất nước người ta, cho nên người ta không chấp nhận được. Các bạn phải hiểu cho netizen Hàn như vậy. Và nếu mà các bạn là người dân của Hàn Quốc thì bạn cũng không thể nào mà hiểu được tại sao cái cô gái lại đăng những cái hình dung tục như vậy lên trên mạng xã hội. Cho nên là có nhiều người người ta chửi chắc là cô này điên rồi. Có thể là cái câu đó nặng ơi là nặng đấy, nhưng mà mình cũng có thể hiểu được một phần mà các bạn nghĩ, đúng không? Tiếp theo về cái căn bệnh trầm cảm của Sunny, mình nghĩ đó chính là một phần chính là do bản thân của Sunny. Nếu các bạn đổ thừa cho netizen Hàn thì mình cũng nghĩ cũng không phải, tại vì phải có rất nhiều các lý do để mà từ một gọi là một cái hình ảnh ngọc nữ, một cái hình ngây thơ thuần khiết nhất của Hàn Quốc mà lại để cho netizen Hàn chửi như vậy, đều có một cái số lý do nhất định cả. Và cái việc mà Sunny gọi là phản ứng quá là tiêu cực với cái cách nhìn nhận của những người bên ngoài đó, nó thể hiện rằng một việc là Sunny là một idol K-pop đó là một việc không phù hợp một chút nào cả. Bởi vì sao? Nếu mà đối với đất nước của mình là Việt Nam á thì mình làm những chuyện gì đó thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà đối với Hàn Quốc, nếu các bạn là idol rồi, các bạn đi đứng hay ngó nhìn hay làm cái việc gì các bạn cũng phải để ý những người xung quanh cả. Và nếu một khi các bạn đã lựa chọn cái cách là các bạn làm idol K-pop rồi thì đương nhiên các bạn phải chấp nhận cái điều đó. Và Sunny sai ở đây, một cái sai duy nhất trong cuộc đời của Sunny đó chính là lựa chọn con đường làm idol, làm người nổi tiếng.
Nếu mà Sunny không chấp nhận được cái việc mà người ta đánh giá mình, hoặc là người ta nhận xét tiêu cực, hoặc là người ta chửi rủa mình á, nếu không chấp nhận được những việc đó thì Sunny nên là một người bình thường, nên là một người mẫu ảnh đi. Nó còn khỏe hơn là so với việc đi làm cả idol K-pop hoặc là một diễn viên gì đó. Nó khỏe hơn rất là nhiều so với việc mà đi làm idol như vậy. Và quan trọng hết, nếu mà Sunny mong muốn một cái cuộc đời mà mình thích làm gì cũng được, mình thích mặc cái gì nè, mình thích chụp ảnh thế nào đó, thì tốt nhất Sunny nên là một người bình thường. Khi mà làm một người bình thường như vậy thì mình có thể làm bất cứ những cái gì mình thích. Có nhiều bạn so sánh ở đây giữa cái sự ra đi của Jung Hyun và sự ra đi của Sunny á, nó giống nhau. Nếu mà các bạn làm như vậy thì quá là tội đi, quá là tội luôn cho cái sự ra đi của Jung Hyun. Jung Hyun là một cái sự căn bệnh trầm cảm, bởi vì cái xã hội của Hàn Quốc, cái thị trường âm nhạc K-pop của Hàn Quốc đấy, người ta không có muốn sử dụng đến Jung Hyun nữa, kiểu như người ta chê anh này là đã già rồi mà tại sao vẫn cái năng lực cũng cứ như vậy. Bởi vì Shiny đã qua cái thời kỳ đỉnh cao rồi, bây giờ đang là chính là cái thời kỳ chìm xuống, và nói chung là sẽ không hot như ngày nào nữa. Cho nên là Jung Hyun bị trầm cảm bởi vì chính cái sự mà thờ ơ, những cái sự phủ nhận của netizen, nên là anh ấy bị trầm cảm. Và chính những cái căn bệnh trầm cảm như vậy đó đã khiến cho Jung Hyun tự sát. Nhưng mà đối với trường hợp của Sunny lại khác. Sunny lúc này cho dù là chị ấy vẫn bị netizen hàng chửi về những cái tấm ảnh nhạy cảm, nhưng mà các bạn phải công nhận một điều, chính là người Hàn Quốc vẫn rất yêu thích chị này. Qua những cái minh chứng như là Sunny vừa mới quay một cái bộ phim rất là lớn với Kim So Hyun nè. Đấy, và Sunny còn quay rất nhiều và chụp hình rất nhiều cho những cái hợp đồng quảng cáo khác. Cho nên là mình nghĩ trong cái việc này thì Sunny bị netizen ruồng bỏ hay quay lưng như vậy thì mình thấy không có, và chị này vẫn được người hàng yêu thích. Cho nên là cái sự ra đi của Sunny đó chính là cái tâm sinh lý của một cô gái mới lớn, không có chấp nhận cái việc mà mình muốn làm thế này, mình muốn làm thế này, nhưng mà tại sao người ta cứ bắt mình làm như vậy. Cho nên cái lý do lớn nhất mà để dẫn đến sự ra đi của Sunny đó chính là trong chính con người của Sunny. Cái cách chọn cái con đường của Sunny nó không có phù hợp. Nên bây giờ nếu mà các bạn đổ lỗi cho ai đó hoặc là đổ lỗi cho netizen Hàn thì mình thấy cũng không có đúng lắm. Tại vì các bạn cũng biết dạo này ở Hàn Quốc thì người ta vẫn nói về cái chuyện Sunny mất, nhưng mà không có hề có ai đổ lỗi cho netizen Hàn cả. Điều đó vẫn chứng minh một cái điều gì thì các bạn tự suy nghĩ nha. Còn Sunny kiểu như là một cô gái mới lớn như vậy đấy, mà không có vượt qua được những cái khó khăn của chính bản thân mình, cho nên dẫn đến một cái sự ra đi như vậy thì thực sự rất là tiếc cho K-pop. Trong cuộc đời tụi mình thì đương nhiên có rất là nhiều cái khó khăn rồi, cho nên chúng ta phải cố gắng lên. Đặc biệt là bên xung quanh các bạn ấy, có thể là có những người người ta bị trầm cảm hoặc là những người có khó khăn trong cuộc sống như vậy, thì chúng ta nên quan tâm và chia sẻ, giúp đỡ họ nhiều hơn trong cuộc sống. Và vlog ngày hôm nay mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Nếu các bạn có muốn điều gì mà muốn chia sẻ với mọi người á, thì các bạn có thể comment phía dưới nha. Bye bye.